Hiện tỉnh Quảng Trị vẫn còn khoảng 1.000 liều vaccine viêm gan B thuộc hai lô vaccine được công ty vaccine sinh phẩm số 1 cung cấp theo chương trình tiêm chủng mở rộng và đã được Sở Y tế quyết định niêm phong và tạm dừng tiêm cho trẻ sơ sinh trước 24 giờ. Sau sự cố tiêm vaccine cho trẻ sơ sinh bị tử vong, Sở Y tế tỉnh đã quyết định tạm dừng tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Y tế Quảng Trị cũng đã thông báo cho toàn bộ các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn, đồng thời báo cáo với Bộ Y tế để có hỗ trợ thêm nguồn vaccine khác. Ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Y tế cũng đã làm việc với ngành Y tế tỉnh Quảng Trị, chỉ đạo kiểm tra lại toàn bộ quy trình tiêm vaccine, niêm phong đóng gói và chuyển cho các cơ quan chức năng của Bộ Y tế để xét nghiệm. Ngoài việc niêm phong lọ vaccine đã tiêm cho 3 trẻ nói trên và 29 lọ vaccine còn lại tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị còn tiếp tục niêm phong toàn bộ vaccine này để phục vụ công tác điều tra. Cho tới thời điểm này vẫn chưa có kết luận chính thức, nhưng rõ ràng trách nhiệm này thuộc về ngành Y tế. Còn liên quan đến việc tạm dừng tiêm loại vaccine viêm gan B trong thời gian này khiến nhiều gia đình lo lắng, nhất là những gia đình có sản phụ đang đến kỳ sinh nở, thì Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, việc tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ được khuyên là nên tiêm trước 24 giờ sau khi trẻ ra đời. Vì vậy, nếu trước 1 tuổi mà trẻ mới được tiêm vaccine viêm gan B thì cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của trẻ. Theo các chuyên gia vaccine và tiêm chủng, thông thường các loại vaccine sinh phẩm được bảo quản phụ thuộc vào nhiệt độ, đảm bảo từ 2 đến 8 độ C. Nếu để ở nhiệt độ thấp hơn, có đóng cặn thì sử dụng tiêm sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trong lịch sử tiêm chủng mở rộng, chưa bao giờ xảy ra chuyện có đến 3 trẻ tử vong sau tiêm 30 phút tại cùng một điểm người như ở Quảng Trị. Tử vong do tiêm vaccine viêm gan B lại càng hiếm khi xảy ra.